Đông Anh hủy thăm Odessa, hoảng hốt vì máy bay bị nhiễu GPS gần lãnh thổ Nga. Binh sĩ Ukraine thừa nhận gặp khó trước UAV đặc biệt của Nga. Châu Âu tiến gần việc dùng tài sản Nga bị phong tỏa viện trợ cho Ukraine. Ông Trump thất cử sẽ đồng nghĩa để dân chủ Mỹ kết thúc. Quân đội Anh nghi ngờ vụ tấn công mới của Hậu thì thiết bị không người lái bị tiêu diệt tăng bất thường. Ở Anh Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp đã hủy chuyến đi tới thành phố cảng Odessa, Ukraine, sau khi cho rằng Nga đã biết trước kế hoạch của ông và lo ngại các cuộc tấn công của tên lửa Nga. Ban đầu ông Sáp cùng với tư lệnh quân đội Anh, Tony Radakin, dự định đến thăm Odessa trong chuyến thăm 3 ngày tới Ukraine. Đoàn đã có mặt ở thủ đô Kiev vào ngày 8 tháng 3, gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tư lệnh quân đội Oleksandr Sisky. Ông dự định đến thành phố cảng Odessa. Nhưng chỉ ít phút Trước khi đoàn chuẩn bị lên đường, ông Sáp đã hủy chuyến đi. Tình báo Anh cho rằng Nga đã biết về kế hoạch này và ông Sáp có thể trở thành mục tiêu tấn công tên lửa của Nga. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh nói thêm, trong chuyến đi gần đây tới Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng đã không thực hiện chuyến thăm theo kế hoạch tới Odessa vì lý do an ninh. Các rủi ro an ninh tại Ukraine gia tăng, đặc biệt sau khi một tên lửa Nga rơi ở Odessa chỉ cách ông Zelensky 500 m khi ông đến thăm thành phố cùng Thủ tướng Hy Lạp, Kirai Mitsotakis, Mặc dù không có nhà lãnh đạo nào bị thương, nhưng quân đội Ukraine cho biết 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó. Nga được cho là tăng cường tấn công vào thành phố phía nam Ukraine trong những tuần gần đây. Đây là trung tâm xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraine. Trong khi xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, nguy cơ xung đột mở rộng kéo theo các quốc gia khác ngày càng gia tăng. Nga đã luôn chỉ trích việc các nước phương Tây hỗ trợ vũ khí và chiến lược cho Ukraine, cho rằng điều này không khác nào họ đang gián tiếp tham gia xung đột. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh đã công khai bày tỏ quan ngại sau khi một chiếc máy bay chở Bộ trưởng Sáp bị gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu GPS khi bay gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. London không quy trách nhiệm rõ ràng cho bên nào, trong khi truyền thông Anh cho rằng Nga đứng đằng sau vụ việc. Vụ việc đã được Bộ Quốc phòng Anh công bố ngày 14 tháng 3. Sự việc xảy ra khi ông Sáp đang trên đường từ Ba Lan trở về Vương quốc Anh hôm ngày 13 tháng 3. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho hay, chiếc máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng và phái đoàn của ông tạm thời bị nhiễu GPS khi họ bay gần Kaliningrad. Điều này không đe dọa đến sự an toàn của máy bay và không có gì lạ khi máy bay gặp phải tình trạng bị nhiễu GPS gần lãnh thổ của Nga. Mặc dù phía Anh không công khai đổ lỗi cho Nga về vụ việc, nhưng các nguồn tin chính phủ nói rằng rất có thể Nga đã gây nhiễu GPS máy bay chở Bộ trưởng Grandsap. Tuy nhiên, họ không đưa ra bằng chứng thực tế nào chứng minh những cáo buộc như vậy. Trong vài tuần qua, các vấn đề về kết nối GPS liên tục được báo cáo ở khu vực lân cận Kaliningrad bao gồm cả ở Ba Lan cũng như ở khu vực Baltic, Tích, khu vực phía Nam Thủy Điển và Đông Bắc nước Đức. Nhiều phương tiện truyền thông cho rằng các thiết bị gây nhiễu tác chế điện tử của Nga ở Kaliningrad và cuộc tập trận quân sự của NATO do Mỹ dẫn đầu trong khu vực đều có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Kiev dẫn lời một binh sĩ trinh sát trên không thuộc lữ đoàn độc lập số 58 của Ukraine cho biết, Nga đang tích cực sử dụng USV fpv ban đêm theo hướng Vulena ở khu vực Donetsk Đô miền đông Ukraine. UAV FPV ban đêm có camera nhạy sáng, có thể quan sát trong bóng tối với ánh sáng tối thiểu, cũng như có cả camera nhiệt. Theo Fox, Nga được cho là đã bổ sung camera ảnh nhiệt cho một số máy bay không người lái. Mặc dù camera ảnh nhiệt có độ phân giải thấp hơn so với camera tiêu chuẩn, nhưng đây là một công cụ có khả năng tăng cường sức mạnh cho UAV và giúp lực lượng Nga giành ưu thế trên chiến trường. Ukraine hiện thường xuyên di chuyển vào buổi đêm để giảm thiểu nguy cơ bị đối phương tập kích. Song sự xuất hiện của UAV SPV được mệnh danh là sát thủ bóng đêm này khiến chiến thuật của Ukraine không còn hiệu quả. Một binh sĩ Ukraine có biệt danh Porter cho biết, lực lượng nước này ở Donetsk đã áp dụng các biện pháp ngụy trang để đối phó với drone FPV chuyên tập kích ban đêm, song thừa nhận không có cách nào hiệu quả 100%. Tờ Kiev Post nhận định, điểm yếu của drone sát thủ bóng đêm là chúng được trang bị camera có độ phân giải thấp hơn so với các dòng camera thông thường, song vẫn cho rằng đây là vũ khí có khả năng thay đổi cục diện chiến trường. Ukraine cũng có công nghệ sản xuất máy bay không người lái có camera ảnh nhiệt nhưng giá thành cao khiến chúng không được thường xuyên sử dụng. Người phát ngôn của nhóm tình nguyện Skadron, nhà sản xuất máy bay không người lái FPV cho Ukraine nói với Fox, các nhà sản xuất Ukraine có tất cả các công nghệ này và có thể sản xuất UAV FPV với camera ảnh nhiệt, nhưng vấn đề chính là giá cả. Nếu một chiếc UAV FPV thông thường có giá 500 đô la Mỹ thì UAV tương tự có camera ảnh nhiệt sẽ có giá khoảng 2.500 đô la Mỹ. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Ukraine đã chia sẻ một video trên X cho thấy, lữ đoàn cơ giới số 59 của Ukraine sử dụng máy bay không người lái nhìn đêm để tấn công hai xe chiến đấu bộ binh của Nga. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, máy bay không người lái nhìn đêm của Ukraine chiếm ưu thế trong bóng tối hiện chưa rõ Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay không người lái có camera nhìn đêm hay chưa. Tuy nhiên, một chỉ huy của đơn vị tấn công bằng máy bay không người lái Ukraine nói rằng Nga có khả năng sản xuất những máy bay không người lái như vậy ở cấp độ công nghiệp. Quân đội Nga vừa qua phóng hai tên lửa cách quãng trong đòn tập kích kép đầu tiên ở Odessa. Quan chức Ukraine cho biết tên lửa đầu tiên rơi xuống một công trình dân sự ở Odessa, phía nam nước này khiến nhiều người thương vong nhân chứng Maria Zelisovska, 50 tuổi, sống gần nơi xảy ra vụ tập kích cho biết, trong đòn tấn công đầu tiên, cửa sổ nhà bà vẫn nguyên vẹn. Nhưng khoảng 5 phút sau đó, khi xảy ra vụ tấn công thứ hai, trần nhà bị hư hại, trần thạch cao trong bếp sập xuống. Đòn tập kích được tiến hành trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ trả đũa và trừng phạt Ukraine vì đã tấn công nhiều khu vực tại Nga để gây gián đoạn cuộc bầu cử Tổng thống. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine sẽ làm mọi điều để làm cho người Nga cảm nhận sự đáp trả của họ đối với cuộc tấn công bằng tên lửa. Ông nói rằng hoạt động cứu hộ đang tiếp tục, nhưng gọi cuộc tấn công của Nga là một hành động hèn nhát. Ông Zelensky nói thêm, trong số những người thiệt mạng và bị thương có các nhân viên y tế khẩn cấp và những người cứu hộ. Tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả gia đình và người thân của họ. Trước đó, Ukraine cũng cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào Odessa khi phái đoàn Hy Lạp đang thăm cảng cùng Tổng thống Zelensky. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sau đó cho biết Moscow không chủ đích tập kích đoàn xe của Tổng thống Ukraine vì nếu đã lên kế hoạch thì không bao giờ bắn trượt. Odessa là cảng quan trọng trong xuất khẩu ngũ cốc ở Ukraine và cũng là căn cứ chính của hải quân nước này trước khi nổ ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Một chỉ huy hải quân Ukraine cho hay, Nga đã phóng hơn 880 máy bay không người lái UAV tấn công và hơn 170 tên lửa vào cơ sở hạ tầng cảng khu vực Odessa kể từ tháng 7 năm 2023, sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Trong khi đó, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin mới đây cho biết, ít nhất 4 máy bay không người lái UAV Ukraine đã bị phá trên đường bay tới thủ đô của Nga vào sáng ngày 17 tháng 3. Ông cho biết, hai mục tiêu bị bắn hạ ở quận Domodenovo, hai chiếc UAV khác bị đánh chặn ở các quận Ramensky và Stupino. Cũng theo thị trưởng Moscow, không có thiệt hại về tài sản và thương vong tại những nơi những mảnh vỡ UAV rơi xuống. Ngoài ra, sân bay Domodedovo nằm ở phía nam thủ đô Moscow vẫn hoạt động bình thường. Cùng thời điểm, một vài chiếc UAV của Ukraine cũng đã tập kích vào một nhà máy lọc dầu ở thị trấn Slavyansk thuộc vùng Krasnodar của Nga, gây ra hỏa hoạn nhưng đám cháy nhanh chóng được khống chế. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên kênh YouTube của kênh truyền hình TSN, Tổng thống Macron khẳng định sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Putin, coi đây là trách nhiệm của cá nhân ông. Nhà lãnh đạo Pháp cũng lưu ý rằng, một mặt cần chuyển giao cho Kiev mọi thứ cần thiết để tăng cường khả năng phòng thủ của nước này, mặt khác thúc đẩy giảm căng thẳng và đạt được hòa bình lâu dài bền vững và công bằng. Tổng thống Macron cho biết ông sẵn sàng hòa giải, nhưng nhấn mạnh rằng đàm phán khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột phải là cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông cũng đề xuất ngừng bắn trong thời gian diễn ra Olympic mùa hè Paris 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8 tới. Ông khẳng định Pháp sẽ đề nghị Nga ngừng bắn trong thời gian này. Ý tưởng đàm phán hòa bình trước đây đã được Thổ Nhĩ Kỳ đề cập. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với sự tham gia của Ukraine và Nga. Tổng thống Erdogan nói, chúng tôi sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình với sự tham gia của Nga. Ông nhấn mạnh nếu Moscow và Kiev đồng ý nối lại thỏa thuận ngũ cốc, Ankara sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ, sáng kiến ngũ cốc biển đen đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Nhưng trước đây, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận mới. Về phần mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố phản đối việc Nga tham gia hội nghị thương đỉnh hòa bình. Ông nhấn mạnh Kiev muốn đạt được một nền hòa bình công bằng. Mới đây, Nga cũng đã từ chối hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ về Ukraine vì cho rằng quốc gia này khó có thể đóng vai trò là một bên trung lập trong các cuộc đàm phán. Kênh RT đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow không có ý định tham gia hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức về cuộc xung đột ở Ukraine, ngay cả khi được mời chính thức. Bà Zakharova nêu rõ, diễn đàn này sẽ được dành riêng để thúc đẩy công thức hòa bình của Zelensky, Tổng thống Ukraine. Mặc dù các nhà tổ chức Thụy Sĩ thể hiện rằng họ đang tìm kiếm một số điểm chung trong các sáng kiến hòa bình của các quốc gia khác nhau. Sau đó, phía Ukraine nói rằng Nga chỉ có thể được mời nếu nước này đồng ý trước một loạt điều kiện tiên quyết. Bà Zakharova giải thích rằng kế hoạch của Tổng thống Ukraine Zelensky bao gồm một số điều khoản phi thực tế, như việc rút binh sĩ Nga về biên giới năm 1991 của Ukraine buộc Moscow phải chịu trách nhiệm và trả tiền bồi thường, cũng như các điều khoản về lương thực, an toàn hạt nhân, năng lượng, sinh thái và các vấn đề nhân đạo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, các yêu cầu cơ bản của Kiev vẫn được giữ nguyên, trong khi lợi ích hợp pháp của Nga đang bị phớt lờ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, vì vậy, hội nghị sắp tới là sự tiếp nối của các cuộc họp theo hình thức Copenhagen, vốn ban đầu gây mất uy tín và giờ đã đi vào ngõ cụt. Nga tin chắc rằng Thụy Sĩ khó có thể đóng vai trò là nền tảng cho các nỗ lực hòa bình khác nhau vì điều này đòi hỏi phải có một vị thế trung lập mà Bern đã đánh mất. Theo bà Zakharova, tất cả những vấn đề trên khiến việc Nga tham gia vào hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ trên trở nên vô nghĩa, vì bất kể sự kiện được tổ chức theo một, hai hoặc năm giai đoạn, bản chất kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky được các nước phương Tây hậu thuẫn vẫn không thay đổi. Thượng tướng Alexei Kim, Phó Tổng thống mưu trưởng Lực lượng Nga ngày 16 tháng 3 cho biết, quân đội nước này sử dụng bom nhiệt áp tập kích vị trí triển khai của nhóm Kraken, đề cập tới đơn vị đặc biệt của tình báo quốc phòng Ukraine. Tướng Kim nói binh sĩ Ukraine bị hạ trong cuộc không kích chính xác của Nga, song không công bố vị trí và thời gian cụ thể. Thông tin trên được ông Kim đưa ra trong cuộc họp tại trụ sở Bộ Chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp, nơi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nghe các chỉ huy báo cáo về tình hình kế hoạch ở Ukraine. Sức công phá của bom nhiệt áp, còn gọi là bom chân không, đến từ sóng xung kích và vùng chân không nhiên liệu dễ cháy đốt cạn oxy trong khu vực nổ. Theo Viện Luật và Chiến tranh Lieber thuộc Học viện Quân sự Mỹ ở New York, một vụ nổ của bom nhiệt áp đủ làm sập các tòa nhà. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời Thượng tướng Kim nói rằng Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực khi Nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái tấn công. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng Ukraine hiện đang gặp rất nhiều thách thức lớn trong việc tấn công, nhất là khi Nga đang tiếp tục tái tập hợp, bố trí lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công theo những trục ưu tiên. Tình báo Anh cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu tăng cường các vị trí phòng thủ tại một số khu vực. Bộ Quốc phòng Anh cũng cảnh báo Nga có thể đang chuẩn bị để các lực lượng Ukraine khỏi những vùng lãnh thổ họ kiểm soát hiện nay. Trả lời phỏng vấn truyền thông phương Tây, các lực lượng của Ukraine trên tiền tuyến đã phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược giữa bối cảnh gói hỗ trợ quân sự của Washington cho Kiev vẫn bế tắc. Cảnh báo gần đây nhất đã được đưa ra trên tạp chí Der Spiegel của Đức ngày 12 tháng 3 khi các lực lượng của Ukraine nói rằng họ không thể giữ vững tiền tuyến lâu dài trong điều kiện hiện tại. Thậm chí, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Shishky đã cảnh báo rằng có một mối đe dọa về việc các đơn vị của đối phương tiến sâu vào các đội hình chiến đấu của chúng tôi. Nga đã gây sức ép lên các phòng tuyến của Ukraine tại một số điểm dọc tiền tuyến trong những tháng gần đây. Đặc biệt, một vũ khí hiện đang tiếp tục đóng góp vào các thành quả của Nga là bom lượn. Đây là những quả bom quán tính theo quy ước cỡ lớn, có thể mang khoảng 675 kg chất nổ, được trang bị cánh và đuôi để bay xa hơn, cũng như cải thiện độ chính xác khi tấn công. Tờ Bill của Đức đưa tin, Nga đang sản xuất hàng loạt vũ khí này. Các nhà quan sát quân sự Nga cũng cho biết, Moscow đã sản xuất một loại bom lượn với thiết kế được cải thiện trong năm nay, bao gồm các động cơ và hệ thống dẫn đường vệ tinh, giúp tăng tầm hoạt động của nó từ 40 đến 70 km lên 95 km. Những quả bom đầy uy lực này được các chiến đấu cơ Nga triển khai xa tiền tuyến, giảm nguy cơ tổn thất cho các hệ thống phòng không của Ukraine. Theo hãng tin AFP, ngày 16 tháng 3, chính quyền thành phố Bengorod, tỉnh Bengorod, Tây Nam Nga, thông báo họ sẽ đóng cửa các trường học và trung tâm mua sắm do số cuộc tấn công từ Ukraine gia tăng, chung với thời điểm bầu cử Tổng thống Nga. Thống đốc vùng Bengorod, Vyacheslav Gladkov thông báo trên mạng xã hội, dựa trên tình hình hiện tại, chúng tôi quyết định các trung tâm mua sắm ở Bengorod sẽ không hoạt động vào ngày 17 và 18 tháng 3, đồng thời lưu ý các trường học sẽ đóng cửa vào ngày 18 và 19 tháng 3. Một cuộc tấn công khác bằng máy bay không người lái, drone, đã khiến một nhà máy lọc dầu ở Nga bốc cháy trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tập kích vào các cơ sở dầu mỏ của Nga. Đoạn video Reuters có được cho thấy đám cháy bốc lên và còi báo động không kích vang lên trên những con phố vắng tanh của thành phố Belgorod. Theo Reuters, các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Ukraine đã trở thành một phần cuộc sống hàng ngày ở vùng Belgorod. Trong khi đó, trang tin Kiev Independent ngày 16 tháng 3 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã có cuộc họp với Tổng tư lệnh Oleksandr Sitsky và các quan chức quân đội cấp cao nhằm thảo luận về tình hình xung đột sắp tới. Ukraine đã phát hiện ra điểm yếu nhất của Nga và sẽ thực hiện những cuộc tập kích nhằm vào những điểm yếu này để gây ra thiệt hại lớn nhất cho đối thủ. Moscow càng tổn thất nhiều thì cái giá phải trả cho hành động của họ càng cao và cuộc xung đột sẽ dần đi tới hồi kết, ông Zelensky nói. Truyền thông Ukraine tiết lộ, ông Zelensky đã trao đổi các quyết định với ông Shishki sau khi Tổng tư lệnh Ukraine trở về từ Adipka. Tại cuộc họp, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sản xuất UAV. Chúng ta có những loại UAV công nghệ cao, nhưng Ukraine cần những phương tiện có tầm bắn xa hơn, số lượng lớn hơn và mạnh mẽ hơn, ông Zelensky nói thêm. Tuy nhiên, theo Interfax, trong ngày 16 tháng 3, tướng Alexei Kim, tham mưu trưởng lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích thành công ba tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Ukraine. Nhờ sự hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công, Chúng ta đã bắn hạ 3 hệ thống Patriot chỉ trong vòng một tuần. Ngoài ra, quân đội Nga cũng khiến đối thủ tổn thất một pháo phản lực phóng loạt Vampire, 10 hệ thống pháo binh các loại, ông Kim nói. Truyền thông Nga cho biết, Ukraine đã nhận được các tổ hợp Patriot từ Đức và Mỹ kể từ đầu cuộc xung đột. Mỗi tổ hợp Patriot gồm từ 4 đến 8 bệ phóng cùng radar và xe chỉ huy. Phó Chủ tịch cấp cao về an ninh thông tin của Rostelecom, kiêm giám đốc công ty năng lượng mặt trời của Nga, Ông Igor Lapunov thông tin tại Hội nghị Ủy ban Bầu cử Trung ương CEC hôm 16 tháng 3. Chúng tôi ghi nhận hơn 90.000 cuộc tấn công mạng nhằm vào các trang web bầu cử, cơ sở hạ tầng của Ủy ban Bầu cử Trung ương CEC, trang web bỏ phiếu trực tuyến và cổng dịch vụ công cộng Gosus Luzi. Đây là con số lớn, cao gấp 8 lần so với số cuộc tấn công mạng trong ngày bỏ phiếu năm ngoái. Tất cả các cuộc tấn công đều bị ngăn chặn. Theo ông Lapunov, qua truy vết, Cơ quan chức năng xác định địa chỉ IP máy chủ thực hiện các cuộc tấn công được đặt ở Ukraine, Tây Âu và Mỹ. Ông Lapunov nói thêm, dựa trên đánh giá, chúng tôi có thể xác định các nhóm tin tặc thực hiện các vụ việc này rất chuyên nghiệp. Ngoài mặt trận an ninh mạng, quan chức bầu cử của Nga cũng cảnh báo về làn sóng phá hoại tại các điểm bỏ phiếu và kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật trừng phạt nghiêm khắc những hành vi như vậy. Ông Maxim Grigoriev, đồng chủ tịch hội đồng điều phối kiểm soát công quyền bầu cử nói, đây không chỉ là việc cản trở cuộc bầu cử mà còn là hành động khủng bố. Tôi kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật tiếp cận vấn đề này bằng điều khoản thích hợp của bộ luật hình sự vì những hành động này có thể gây thương vong. Theo ông Grigoriev, thiệt hại từ các vụ tấn công hiện nay không đáng kể. Ông nói thêm, tất nhiên, một số lá phiếu sẽ bị hỏng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả của cuộc bầu cử theo bất kỳ hình thức nào. Trước đó, các nhà chức trách Nga ghi nhận vài cuộc phá hoại tại các điểm bỏ phiếu trong ngày 15 tháng 3, ngày đầu tiên của cuộc bầu cử những người phá hoại sau đó đã bị bắt giam và phải đối mặt với án tù 5 năm. Ella Pamfilova, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, một số người đã được trả tiền để thực hiện các hành vi phá hoại tại điểm bỏ phiếu. Trong khi đó, một số người khác nói họ bị ép tham gia vào các vụ việc này. Những người này cho hay tài khoản ngân hàng của họ bị những kẻ lừa đảo chiếm đoạt và họ buộc phải thực hiện các hành vi trên để lấy lại tiền. Cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Bốn ứng cử viên tham gia tranh cử bao gồm ứng cử viên của Đảng Nhân dân mới, Vladislav Davankov, ứng cử viên tự ứng cử và tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, ứng cử viên Leonid Surysky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) và ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) Nikolai Kharitonov. Theo Reuters, sau nhiều bất đồng về vấn đề pháp lý, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần tới việc sử dụng một phần lợi nhuận phát sinh từ tài sản của Nga bị phong tỏa để viện trợ quân sự cho Ukraine. Thông tin trên được đưa ra sau khi thủ tướng Đức Olaf Scholz có cuộc hội đàm với tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 15 tháng 3 tại Berlin. Thủ tướng Đức Scholz nói, khi nhắc đến những nỗ lực của liên minh châu Âu nhằm tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, "Chúng tôi sẽ sử dụng lợi nhuận từ tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu để hỗ trợ tài chính mua sắm vũ khí cho Ukraine." Tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, cả ba nhà lãnh đạo thuộc EU đều tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine, đồng thời cam kết tăng cường viện trợ quân sự nhằm giúp Kiev vượt qua giai đoạn thiếu hụt đạn dược hiện tại. Theo Thủ tướng Đức Scholz, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí về sự cần thiết phải mua thêm vũ khí cho Ukraine thông qua các nhà phân phối khác và đặt ngành công nghiệp quốc phòng của khối này vào tình trạng thời chiến. Ngoài ra còn có việc tăng cường mở rộng các dây chuyền sản xuất vũ khí ở Ukraine. Sự hỗ trợ của châu Âu đối với Ukraine ngày càng trở nên quan trọng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden không nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ đối với gói viện trợ bổ sung cho Ukraine cũng như dành cho Israel. Trước đó vào tháng 2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi EU xem xét sử dụng số lợi nhuận trên để mua thiết bị quân sự cho Ukraine. Ủy ban châu Âu EC dự kiến sẽ đưa ra đề xuất cụ thể về vấn đề trên trong thời gian tới. Theo các nhà ngoại giao ở Bruxelles, một số nước thành viên EU như Hungary đã tỏ ra dè dặt về ý tưởng này. Nhưng tuyên bố của ông Sol cho thấy nhà lãnh đạo Đức tin tưởng rằng cuối cùng các nước EU sẽ chấp thuận đề xuất này. Thủ tướng Scholz cho biết, các nhà lãnh đạo EU cũng nhất trí về sự cần thiết của việc thành lập nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Mỹ dẫn đầu, gồm khoảng 50 quốc gia cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Các bộ trưởng quốc phòng thuộc nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine dự kiến gặp nhau vào thời gian tới tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức nhằm thảo luận về khả năng viện trợ bổ sung cho Kiev. Cũng tại cuộc hội đàm ở Berlin, Tổng thống Pháp cho biết, chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết trong thời gian cần thiết để Nga không thể giành chiến thắng trong cuộc giao tranh này. Quyết tâm này là kiên định và thể hiện sự đoàn kết của chúng ta. Ông Macron nói thêm rằng ba nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan đã nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Moldova, quốc gia cho rằng Nga đang cố gắng gây bất ổn cho nước này, tuy nhiên ba nhà lãnh đạo đã đồng ý không gia tăng căng thẳng với Nga. Ngày 15 tháng 3, thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tiếp đón tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thủ đô Berlin sau khi căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo này trong thời gian gần đây bùng phát do những khác biệt trong cách thức hỗ trợ Ukraine. Sau cuộc gặp xua tan bầu không khí nặng nề tại phủ thủ tướng, hai ông Scholz và ông Macron cùng thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tham gia cuộc tham vấn khẩn về việc châu Âu tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev. Ông Tusk cho biết Paris, Berlin và Warsaw phải huy động toàn bộ châu Âu để cung cấp viện trợ mới cho Ukraine. Tuy nhiên, những bất đồng giữa ông Macron và Scholz có nguy cơ làm suy yếu sự hợp tác giữa hai nước đồng minh. Ukraine đang phải đối mặt với một loạt thất bại trên chiến trường trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga do quân đội của Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng trong khi viện trợ quân sự của phương Tây đã cạn kiệt. Gói viện trợ khổng lồ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ vẫn bị các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cánh hữu chặn tại Quốc hội và tổng thống Joe Biden đã thừa nhận rằng khoản hỗ trợ tạm thời 300 triệu đô la Mỹ được công bố trước đó gần như không đủ. Trong một diễn biến khác, theo đại diện của trụ sở điều phối trao đổi tù nhân xung đột của Ukraine, 100 thi thể quân nhân nước này thiệt mạng đã được trao trả cho Kiev. Dự kiến sẽ sớm tiến hành thủ tục nhận dạng, sau đó thi thể sẽ được bàn giao cho các gia đình nạn nhân. Các thành viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện quá trình trao trả những thi thể về Ukraine. Theo đài RT, ông Joseph Borrell, cao ủy EU về chính sách đối ngoại và an ninh, đã đưa ra cảnh báo trên sau cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Antony Blinken. Ông Borrell nhấn mạnh, Ukraine rất cần viện trợ bổ sung, vốn đang bị ách tắc tại Hạ viện Mỹ. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU nói, những tháng tiếp theo sẽ mang tính quyết định. Nhiều nhà phân tích đã phỏng đoán về một chiến dịch tấn công lớn của Nga vào mùa hè này, và Ukraine không thể đợi cho đến khi có kết quả cuộc bầu cử Mỹ tiếp theo. Ông Borrell lưu ý, chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột sẽ ảnh hưởng lớn đến Mỹ và hệ thống liên minh được xây dựng xung quanh Mỹ và châu Âu. Theo ông, nếu viễn cảnh Ukraine thua xảy ra, có thể không còn quốc gia nào tin Washington sẽ đến giúp đỡ các đồng minh trong trường hợp họ bị tấn công. Vì Ukraine không phải là thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nên Mỹ không có nghĩa vụ ràng buộc phải bảo vệ quốc gia Đông Âu này. Song Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ giúp Kiev chống lại Moscow chừng nào họ còn cần. Ông Borrell cam kết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng quả quyết Mỹ cũng cần phải làm điều đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, Đối với chúng tôi, đây là vấn đề sống còn. Đối với Mỹ, đây là vấn đề cải thiện vị thế chiến thuật của họ trên toàn cầu và ở châu Âu. nhà báo pavel zarubin của đài phát thanh truyền hình vgtrk của nga mới đây dẫn lời bộ trưởng bộ quốc phòng sergei shoigu cho biết tổng thống putin đã được báo cáo về thông tin ukraine có kế hoạch sử dụng các nhóm trinh sát đặc nhiệm để vượt qua biên giới kế hoạch được nga phát hiện hai tuần trước khi vụ tấn công biên giới mới nhất xảy ra nhà báo zarubin nói tổng tư lệnh đã ra lệnh rút lực lượng gồm lính nghĩa vụ khỏi biên giới và thay thế họ bằng quân nhân chuyên nghiệp lính tình nguyện và lực lượng đặc nhiệm đó là điều đã được thực hiện Ông Putin cho rằng đợt căng thẳng có thể là chiêu trò quảng cáo của Ukraine trước công chúng trong nước và những nước ủng hộ phương Tây về một vài bước tiến quân sự. Ông tuyên bố giới lãnh đạo Ukraine sẽ không bao giờ hăm dọa được người dân Nga mà chỉ giúp Moscow thêm đoàn kết. Nhìn chung tình hình khu vực biên giới diễn ra căng thẳng bởi Ukraine pháo kích ồ ạt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine cũng đã điều động xe tăng và xe chiến đấu bọc thép tấn công vùng Belgorod, đồng thời từ ba hướng. Trước đó, lực lượng Ukraine đã tiến hành pháo kích vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự ở Belgorod. Cũng theo thông báo trên, lực lượng Nga ở Belgorod và Kursk đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở những vùng này. Quân đội Ukraine buộc phải rút lui sau khi không thực hiện được các mục tiêu họ đề ra. Liên quan các cuộc bỏ phiếu sớm, Ủy ban Nhân quyền Liên bang Nga khẳng định chưa ghi nhận sự cố nào trong quá trình bỏ phiếu sớm ở hơn 40 khu vực. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga bà Ella Pamfilova xác nhận gần 2,6 triệu cử tri trên khắp nước Nga đã thực hiện bỏ phiếu sớm. Trong ngày bỏ phiếu đầu tiên, bốn phi hành gia Nga trên trạm vũ trụ quốc tế ISS cũng đã thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân khi ủy quyền cho ông Igor Chifunov, người đứng đầu thành phố Korolev, qua một kênh an toàn của RSC Energia thuộc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos để lựa chọn theo nguyện vọng. Ngay trong sáng 15 tháng 3, đoàn quan sát viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO do Tổng thư ký Giang Minh dẫn đầu đã đến thăm 3 điểm bỏ phiếu. Ông Giang Minh khẳng định hoạt động bỏ phiếu đang diễn ra theo đúng kế hoạch có tổ chức. Cho tới thời điểm hiện tại, cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra an toàn. Song Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cũng đưa ra một số cảnh báo đối với các dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Nhân quyền Liên bang Nga đã thông báo về dấu hiệu của các hành động khiêu khích và tấn công vào hệ thống điện tử. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp ở Trung tâm Thông tin của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Chủ tịch Ủy ban Pamfilova đã thông tin về một số trường hợp các đối tượng sử dụng thẻ nhà báo giả để có mặt tại các điểm bỏ phiếu ở thành phố Saint Petersburg và một số vùng với mục đích thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 3. Lần đầu tiên, sự kiện này được tổ chức trong 3 ngày và áp dụng cả hình thức bỏ phiếu điện tử. Có 4 ứng cử viên tham gia bầu cử, gồm ông Vladislav Davankov của Đảng Những con người mới, ông Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) ông Nikolai Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga KPRF và đương kim Tổng thống Vladimir Putin, người ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Kết quả thăm dò dư luận trước thêm bầu cử đều dự báo Tổng thống Putin sẽ giành chiến thắng áp đảo trước ba ứng cử viên còn lại và tiếp tục giữ thêm một nhiệm kỳ 6 năm. Trước đó, ông Putin đã bốn lần giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào các năm 2000, 2004, 2012 và 2018. Ngày 15 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này VSRF đã phá hủy hai hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, VSRF còn phá hủy các bệ phóng hệ thống rocket phóng loạt HIMARS và hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine cùng các trạm radar. Theo bộ trên, những thành công này đã chứng tỏ hiệu quả cao của quân đội Nga trong việc chống lại các thiết bị quân sự tiên tiến mà các đối tác phương Tây cung cấp cho quốc gia Đông Âu. Bộ trên khẳng định việc phá hủy các hệ thống Patriot tượng trưng cho công nghệ quân sự tiên tiến của Mỹ cho thấy khả năng của quân đội Nga trong việc thích ứng với các thách thức trên chiến trường hiện nay và sử dụng hiệu quả các khả năng sẵn có của mình để đạt được các mục tiêu chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo ngăn chặn hoàn toàn mọi nỗ lực xâm nhập của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU vào khu vực biên giới ở các tỉnh Belgorod và Kursk. Nhờ các hành động phối hợp và kịp thời của quân đội Nga và các đơn vị biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, Moscow đã có thể ngăn chặn mọi nỗ lực xâm phạm biên giới để đẩy lùi các cuộc tấn công, không quân và pháo binh đã được sử dụng, gây tổn thất đáng kể cho phía Ukraine Bộ này khẳng định đã loại bỏ hơn 550 binh sĩ Ukraine, phá hủy 16 xe tăng và 19 xe chiến đấu, trong đó có 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley hiện đại do Mỹ sản xuất cùng với 15 ô tô. Cũng liên quan đến cuộc xung đột Nga và Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 15 tháng 3, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire đã bị ngăn chặn các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 7 tên lửa phóng loạt trên vùng Belgorod. Hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire là phiên bản được sửa đổi, có tầm bắn xa hơn của Grad MLRS. Vampire MLRS được sản xuất tại Cộng hòa Séc và được cung cấp cho Ukraine từ năm 2022. RM-70 Vampire có cỡ nòng 122mm do công ty quân sự Excalibur Army thiết kế và sản xuất được thiết kế dựa trên khung gầm xe tải Tatra 813 8 x 8 sử dụng động cơ diesel Tatra T3C, công suất 360 mã lực, cho phép RM70 Vampire di chuyển với tốc độ tối đa 85 km h tầm hoạt động 1.000 km. Kết cấu của RM70 Vampire gồm hai phần. Phía trước là cabin được bọc giáp bảo vệ an toàn cho binh sĩ trước vũ khí bộ binh nhẹ lẫn mảnh bom, pháo. Phần phía sau của tổ hợp được lắp đặt 40 ống phóng rocket cỡ 122mm. RM-70 Vampire có chiều dài 2,87m, trọng lượng 66,35kg, trong đó đầu đạn nặng 18,4kg, tầm bắn tối đa 20km. Ngoài ra, RM-70 Vampire cũng có thể bắn cả đạn chùm, đạn cháy và đạn chiếu sáng. RM-70 Vampire có thể sẵn sàng khai hỏa trong vòng chưa đầy 2,5 phút và mất 3 phút để xe rời khỏi vị trí chiến đấu. Hệ thống tên lửa này có thể bắn 40 quả rocket trong vòng chưa đầy 30 phút. Ngoại trưởng Áo Alexander Stachenberg cho biết, phần lớn các công ty phương Tây vẫn hoạt động ở Nga, dù nhiều doanh nghiệp đã tuyên bố rút khỏi nước này. Ông Alexander Stachenberg cho biết trong cuộc họp báo chung, người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Viên Áo, một vài công ty Áo vẫn còn hiện diện tại Nga trong thời điểm hiện tại. Khoảng 95% các công ty phương Tây cũng vậy. Ông Stachenberg nói rằng, các công ty Áo tham gia nhiều vào thị trường Nga và Ukraine. Đặc biệt, Áo là nhà đầu tư lớn thứ sáu vào Ukraine. Ngoại trưởng Áo khẳng định, các công ty nước này vẫn tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ những hạn chế mà các nước phương Tây áp đặt với Moscow liên quan tới kế hoạch quân sự tại Ukraine. Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Stanchenberg tuyên bố Áo sẽ tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga, với mục tiêu trở nên độc lập 100% về khí đốt vào năm 2027. Ông Stanchenberg nhấn mạnh, điều quan trọng trong bối cảnh xung đột hiện nay là viên và Washington cần sát cánh cùng nhau. Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Volkswagen – Porsche, Toyota và S&M là một trong số những công ty phương Tây đầu tiên tuyên bố rút khỏi Nga sau khi xung đột nổ ra tại châu Âu vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác đã chọn ở lại Nga với lựa chọn chuyển sang quyền sở hữu của Nga hoặc đổi thương hiệu. Trước đó, tờ Politico đưa tin Washington gây áp lực buộc một trong những ngân hàng lớn nhất của Áo, Raiffeisen right Bank International phải rút khỏi Nga. Theo nguồn tin này, quyền trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ Anna Morris cảnh báo nguy cơ bị loại ngân hàng khỏi hệ thống tài chính Mỹ nếu không tuân thủ yêu cầu. Phía Raiffeisen cho biết, họ đã giảm đáng kể hoạt động ở Nga kể từ tháng 2 năm 2022 nhưng vẫn chưa rút khỏi Moscow vì gần một nửa lợi nhuận năm 2023 của họ đến từ nước này. Trong khi đó, theo tờ Financial Times, vào tháng 10 năm 2023, Moscow cấm các công ty nước ngoài rút lợi nhuận khỏi nước này để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, thư ký báo chí điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã không xác nhận thông tin này vào thời điểm đó. Bên cạnh đó, kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất, bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Các quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng, các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế quân sự và năng lượng áp đặt lên Nga kể từ tháng 2 năm 2022 đã gây tổn hại cho nền kinh tế và năng lực sản xuất vũ khí của Nga, đồng thời sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Moscow trong những năm tới. Nhưng họ thừa nhận, những biện pháp hạn chế đã tác động chậm hơn kỳ vọng. Trong khi đó, đối với Nga, việc né tránh các lệnh trừng phạt đã trở thành ưu tiên hàng đầu các quan chức phương tây cho hay điện kremlin đã chỉ đạo các cơ quan tình báo nga tìm kênh thay thế và lách trừng phạt moscow đã tăng cường thương mại với trung quốc ấn độ và các quốc gia khác giúp nước này tiếp tục bán dầu mỏ và khí đốt đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp hàng nhập khẩu quan trọng nga đã sử dụng các công ty bình phong và các nước láng giềng để mua linh kiện sử dụng trong xung đột trong một số ít trường hợp nga mua linh kiện từ các nhà cung cấp phương tây kéo theo sự bất đồng về các lệnh trừng phạt ở châu âu đã giúp Moscow duy trì nguồn cung cấp quan trọng này. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua nói rằng, nếu ông không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, điều đó sẽ đồng nghĩa nền dân chủ Mỹ có thể kết thúc. Ông Trump phát biểu trước những người ủng hộ, nếu chúng ta không thắng cuộc bầu cử này, tôi không nghĩ các bạn sẽ có một cuộc bầu cử khác ở đất nước này. Ông Trump còn lặp lại khẳng định rằng, thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông trước Tổng thống Biden là do gian lận bầu cử mà không đưa ra bằng chứng xác thực nào trong bài phát biểu của mình ở thành phố Dayton thuộc bang Ohio, Mỹ ngày 16 tháng 3 về việc áp thuế đối với ô tô nhập khẩu và sự cạnh tranh của nước ngoài đối với ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh, nếu tôi không đắc cử, đó sẽ là một cuộc tắm máu cho cả nước. Khi được hỏi ý của ông Trump là gì, chiến dịch tranh cử của ông chỉ ra một bài đăng trên mạng xã hội X của một nhà báo thuộc tờ The New York Times. Theo bài viết đó, từ tắm máu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh có cuộc thảo luận về ngành công nghiệp ô tô và nền kinh tế Mỹ. Khi được yêu cầu phản ứng về phát ngôn tắm máu của ông Trump, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden là James Singer đã lên án chủ nghĩa cực đoan, khát khao trả thù và đe dọa bạo lực chính trị của ông Trump. Trước đó, Tổng thống Biden cảnh báo rằng người tiền nhiệm ông Donald Trump sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu tháng 11. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn công bố hồi đầu tháng 3, đề cập tới người tiền nhiệm Donald Trump, ông Biden nói, kẻ thua cuộc không bao giờ cư xử lịch sự và vui vẻ. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng, nếu tôi thắng cử ông ta sẽ phản đối trong cuộc phỏng vấn tổng thống biden cũng bảo vệ quyết định tái tranh cử của mình trong bối cảnh nhiều cuộc thăm dò cho thấy cử tri ngày càng lo ngại về độ tuổi của ông tuy nhiên ông chủ nhà trắng nói bạn sẽ làm gì khi có khả năng đánh bại người có nguy cơ làm thay đổi bản chất nước mỹ đồng thời ông khẳng định mình từng đánh bại ông trump và sẽ tiếp tục làm như vậy tổng thống biden gần đây đẩy mạnh công kích và mô tả ông trump như một mối đe dọa với nền dân chủ mỹ ông nói rằng các lãnh đạo nước ngoài đang lo ngại kịch bản Cựu tổng thống Trump tái đắc cử sẽ tác động tiêu cực tới quan hệ giữa Mỹ với các nước. Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt một mạng lưới các công ty và cá nhân vì đã tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ bất hợp pháp từ hàng chục công ty Mỹ cho các tổ chức của Iran, bao gồm cả ngân hàng trung ương nước này. Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt liên quan đến công ty dịch vụ tin học ISC chi nhánh công nghệ của ngân hàng trung ương Iran CBI Mỹ cũng trừng phạt một số công ty con và công ty bình phong của ISC bị cáo buộc có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, cùng ba cá nhân được cho là có liên quan. Trong đó có Puria Midamandi, một công dân mang hai quốc tịch Pháp, Iran. Ông Brian Nelson, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính cho biết, CBI đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho lực lượng Hezbollah ở Liban và nhánh nước ngoài của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là Quds. Quan chức này tuyên bố Washington sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để ngăn chặn những nỗ lực của Tehran nhằm mua công nghệ nhạy cảm cũng như các nguyên vật liệu đầu vào quan trọng của Mỹ. Cơ quan trên cũng sẽ phong tỏa mọi tài sản ở Mỹ liên quan đến các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt, đồng thời cấm công dân nước này kinh doanh với mạng lưới bị liệt vào danh sách đen. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ ra thông báo áp lệnh trừng phạt đối với hai công ty sở hữu chiếc tàu biển vận chuyển hàng hóa của Bộ Quốc phòng Iran trị giá trên 100 triệu đô la Mỹ để cung cấp cho các công ty Trung Quốc. Hai công ty bị trừng phạt có đăng ký kinh doanh ở Hồng Kông Trung Quốc và quần đảo Marshall, sở hữu và vận hành tàu Kohana treo cờ Panama để chở hàng cho Bộ Quốc phòng và Hậu cần Vũ trang Iran, Modaf. Theo Văn phòng Quản lý Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, OFAC, hiện Modaf đang hỗ trợ việc vận chuyển vũ khí, chủ yếu là máy bay không người lái, cung cấp cho Nga và các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Trung Đông. Do đó, Modaf đã vi phạm luật 13224 ngày 26 tháng 3 năm 2019 về việc cấm các hoạt động liên quan tới lữ đoàn Kurs thuộc IRGC. Vì vậy, mọi tài sản và quyền lợi ở mỹ của hai công ty trên sẽ bị phong tỏa và báo cáo với ofac đồng thời các thực thể và cá nhân có giao dịch liên quan có thể bị trừng phạt trong diễn biến liên quan anh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các đơn vị của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc theo đó lệnh trừng phạt nhắm vào những cá nhân mà london cho là đang hậu thuẫn cho hoạt động của houthi nhóm liên kết với iran chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công và tàu vận chuyển ở biển đỏ cụ thể bộ ngoại giao anh cho biết các lệnh trừng phạt nhắm vào mohammad reza falazade Phó Chỉ huy IRGC, 3 đơn vị của lực lượng Quds IRGC, nhà tài chính Said al có trụ sở tại Iran và một bộ trưởng an ninh hầu thi. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh David Cameron nêu rõ các cuộc tấn công của lực lượng hậu thi do Iran hậu thuẫn là không thể chấp nhận được, bất hợp pháp và là mối đe dọa đối với sinh mạng vô tội và tự do hàng hải. Các biện pháp trừng phạt được áp dụng với sự phối hợp của Mỹ. Một cuộc tấn công bị nghi ngờ của lực lượng Houthi ở Yemen khi xuất hiện vụ nổ gần một con tàu vào sáng sớm ngày 17 tháng 3 ở Vịnh Aden, ghi dấu cuộc tấn công mới nhất của họ nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng hải qua tuyến đường thủy quan trọng dẫn đến Biển Đỏ. Trung tâm điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh của quân đội Anh cho biết, thủy thủ đoàn của tàu đã nhìn thấy vụ nổ khi nó đi qua bờ biển Aden, thành phố cảng ở miền nam Yemen. Trung tâm này thông tin không có thiệt hại nào về con tàu được báo cáo và thủy thủ đoàn vẫn an toàn. Theo quân đội Anh, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa trong cùng một khu vực, làm gián đoạn các chuyến hàng năng lượng và hàng hóa qua Vịnh Aden. Nhóm này thường không ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ tấn công, mà phải mất vài giờ sau đó. Trong thông báo ngày 16 tháng 3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cho biết, trong khoảng thời gian từ 7 giờ 50 phút đến 8 giờ 15 phút giờ Sana, lực lượng Houthi đã phóng hai UAV từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen về phía biển đỏ Lực lượng bộ trên đã giao chiến và tiêu diệt thành công một chiếc UAV, và chiếc còn lại được cho là đã lao xuống biển đỏ. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương tích của các tàu ở khu vực lân cận. Trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 10 giờ 30 phút, Sencom đã tiêu diệt 5 tàu mặt nước không người lái và một UAV tại các khu vực do họ thi kiểm soát ở Yemen. Số lượng thuyền không người lái bị phá hủy cao bất thường. Quân đội Mỹ xác định những vũ khí này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Những hành động được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế an toàn hơn và an ninh hơn cho các tàu buôn và hải quân Mỹ. Trước đó, hồi tháng 2, Phó Thư kỳ Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết Mỹ quan sát thấy lực lượng hầu thi của Yemen đã tăng cường các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Phó Thư kỳ Báo chí Nhà Trắng cũng chỉ ra rằng dù phong trào Houthi đã thực hiện thành công các cuộc tấn công vào các tàu hàng hải đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden. Song hành động này cũng đã ảnh hưởng đến bờ biển và chính người dân của họ. Bà Sinh cho biết, động thái đánh chìm tàu MV Rubima đang chở khoảng 22 tấn phân bón ngoài khơi Yemen của lực lượng Houthi đã tạo ra mối nguy hiểm cho môi trường ở sân sau của họ khi dầu của tàu dò dỉ ra biển. Hơn nữa, tàu chở ngũ cốc của Mỹ gần đây đã bị hư hại ở Vịnh Aden, đang chở ngũ cốc cho chính người dân Yemen. Bà nhấn mạnh, Lực lượng Houthi nói rằng họ đang tiến hành các cuộc tấn công chống lại các tàu có liên quan tới Israel. Song đây lại là những con tàu thực sự chở hàng hóa, dịch vụ, viện trợ cho người dân của chính họ. Ông Mohammed Ali Al-Houthi, lãnh đạo cấp cao của phong trào Houthi, cho biết có tới 48 con tàu đã bị tấn công trên biển đỏ và các vùng biển Ả Rập. Ông nói trong lần xuất hiện trên đài truyền hình al Masira khi đối phương tiếp tục cuộc tấn công nhắm vào người Palestine ở giải Gaza và không đồng ý ngừng bắn, chiến dịch của chúng tôi vẫn diễn ra gia tăng về cả số lượng cũng như chất lượng. Trong khi đó, theo đài truyền hình al Masira, Mỹ và Hải quân Anh đã tiến hành 4 cuộc không kích vào thành phố cảng Hodeida của Yemen ngay trong dạng sáng ngày 17 tháng 3. Các cuộc không kích nhắm vào quận Durehimi, phía nam thành phố và chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng hầu thi ở Yemen liên tục tiến hành những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các tàu vận tải thương mại quốc tế mà lực lượng này cho là liên quan Israel đi qua Biển Đỏ. Nhóm Houthi tuyên bố hoạt động này nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Liệu quân Mỹ Anh đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của lực lượng này, khiến Houthi mở rộng mục tiêu sang các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ và Anh. Hamas và Houthi được biết đến là đồng minh trong trục kháng chiến do Iran thành lập tại Trung Đông để chống Israel và phương Tây. Mới đây, một lãnh đạo của lực lượng Houthi cho biết, lực lượng này đã có cuộc họp với Hamas và các phe phái Palestine khác tại Liban để thảo luận về việc phối hợp giữa các lực lượng mở rộng cuộc đối đầu với Israel, đặc biệt trong trường hợp nước này tấn công vào Rafah, thành phố phía nam giải Gaza. Trước đó, các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi vào các tàu tại Biển Đỏ từ giữa tháng 11 năm 2023 đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Những hành động mà Houthi cho rằng để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Trong tuyên bố đưa ra mới đây, thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi đe dọa mở rộng các cuộc tấn công đối với các tàu có liên hệ với Israel, kể cả những tàu đi theo hướng mũi Hảo vọng, tuyến đường mà nhiều hãng vận tải sử dụng thay thế gần đây. Nhiều công ty vận tải gần đây ngừng cho tàu hàng đi qua Biển Đỏ và chuyển sang tuyến đường vòng qua mũi Hảo vọng ở phía nam châu Phi, với quãng đường dài hơn và chi phí cao hơn, nhằm tránh nguy cơ bị tập kích bởi Houthi. Trong khi đó, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15 tháng 3 đã phê chuẩn kế hoạch của quân đội nhằm tiến quân vào thành phố Rafa, bất chấp phản đối của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, do lo ngại nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo. Hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân tại giải Gaza đang tập trung ở thành phố này sau khi chạy nạn khỏi các vùng khác. Giữa lúc giao tranh tiếp diễn, Reuters đưa tin Hamas đã trình bày với các bên hòa giải đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza, với giai đoạn đầu tiên là thả phụ nữ, trẻ em, người già và con tim bị bệnh của Israel để đổi lấy việc thả 700 đến 1.000 tù nhân Palestine. Hamas nhấn mạnh họ sẽ đồng ý về ngành ngừng bắn vĩnh viễn sau cuộc trao đổi con tin và tù nhân lúc đầu. Trong đề xuất của mình, Hamas còn nhấn mạnh thời hạn để Israel rút quân khỏi Gaza sẽ được thống nhất sau giai đoạn đầu tiên, và tất cả những người bị giam giữ từ cả hai phía sẽ được thả trong giai đoạn thứ hai. Đáp lại, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói đề xuất mới của Hamas vẫn dựa trên những yêu cầu phi thực tế. Trước đó, Hamas nói rằng các cuộc đàm phán về một dự thảo thỏa thuận thả con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn 40 ngày đã chứng lại trong vài tuần qua là do Thủ tướng Netanyahu từ chối các yêu cầu của họ, bao gồm lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, Israel rút quân khỏi Gaza, đưa người dân Gaza buộc phải di rời trở về nhà và tăng cường viện trợ không giới hạn. Israel cũng đã bác bỏ dự thảo đó. Viện dẫn mục tiêu của họ là không kết thúc xung đột cho đến khi loại bỏ được Hamas. Theo Guardian, ngày 16 tháng 3, các quan chức Ai Cập giấu tên tiết lộ rằng quá trình đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas tái khởi động tại Qatar từ ngày 17 tháng 3. Cuộc đàm phán sẽ là lần đầu tiên phái đoàn Israel và Hamas tham gia đối thoại gián tiếp kể từ khi tháng ăn chay Ramadan bắt đầu. Trước đó, các bên trung gian đã kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn tạm thời trước tháng Ramadan, nhưng Hamas đã từ chối các điều khoản mà Tel Aviv đưa ra. Việc các bên chưa thể đạt được lệnh ngừng bắn là bằng chứng cho thấy sự thiếu thiên tưởng sâu sắc giữa Hamas và Israel. Thực tế là không bên nào chấp nhận bước xuống thang đầu tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng, ở góc độ Hamas, mặc dù thể hiện sự linh hoạt hơn khi giảm bớt một số điều kiện, nhưng lực lượng này đã đưa ra các yêu cầu khó được Israel chấp nhận về một tiến trình chấm dứt xung đột theo từng giai đoạn. Hamas yêu cầu lệnh ngừng bắn tạm thời phải được thực hiện trước khi thả các con tin, các lực lượng Israel phải rút hoàn toàn khỏi Gaza và tất cả người dân Gaza phải được trở về nhà. Hamas đồng ý với các điều khoản chính của thỏa thuận ngừng bắn, nhưng nhóm này muốn Israel đưa ra cam kết về một lệnh ngừng bắn lâu dài sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời kết thúc. Hamas cũng yêu cầu Israel rút lực lượng ra khỏi các trung tâm đô thị như một bước đi đầu tiên của quá trình rút hoàn toàn ra khỏi giải Gaza. Nhưng trước đề xuất ngừng bắn từ phía Hamas, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng nó vẫn dựa trên những yêu cầu phi thực tế. Israel kiên trì tuyên bố sẽ chỉ thảo luận về việc tạm dừng giao tranh và sẽ không bàn đến chuyện chấm dứt xung đột cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn. Phản ứng trước lời khước từ của Israel, một quan chức cấp cao của Hamas có tên Shami Abu Juri nói rằng điều đó cho thấy Thủ tướng Netanyahu quyết tâm theo đuổi hành động gây hấn chống lại người dân ở giải Gaza và làm suy yếu mọi nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông Zuri cũng cho rằng việc thúc đẩy Israel chấp nhận lệnh ngừng bắn là phụ thuộc vào Mỹ. Trong khi đó, nguồn tin của Reuters cho biết đại diện lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) mới đây đã có cuộc gặp với lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tại Beirut. Trong cuộc gặp, ông Nasrallah đảm bảo rằng Hezbollah sẽ không lôi kéo Iran vào các cuộc xung đột với Israel và Mỹ. Lãnh đạo Hezbollah cho biết đây là xung đột của chúng tôi. Tại cuộc gặp, quan chức hai bên cũng thảo luận về nguy cơ Israel thực hiện một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Liban. Theo Reuters, trong một tuyên bố quân đội Syria nói rằng các cuộc tấn công của Israel ngày 17 tháng 3 nhắm vào một số điểm ở khu vực phía Nam. Quân đội Syria nói trong tuyên bố, hệ thống phòng không của chúng tôi đã chặn đứng tên lửa, bắn rơi một số quả tên lửa. Cuộc tấn công khiến một binh sĩ bị thương và gây ra một số thiệt hại về vật chất. Quân đội Syria không nêu rõ địa điểm chính xác, nhưng truyền thông địa phương loan tin Cuộc tấn công nhắm vào vùng nông thôn của thủ đô Damas. Ngoài ra, tổ chức giám sát nhân quyền Syria khẳng định tên lửa Israel đã nhắm vào một kho vũ khí thuộc quân đội Syria và được lực lượng Hezbollah sử dụng ở vùng núi Qalamoun thuộc Damas. Cộng theo tổ chức giám sát nhân quyền Syria, một địa điểm khác gần một tiểu đoàn quân sự trong cùng khu vực bị nhắm mục tiêu. Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ quân đội Israel vốn thường không bình luận về các báo cáo nước ngoài. Hồi tháng trước, trước bối cảnh nguy cơ khủng hoảng khu vực lan rộng ở Trung Đông. Ngoại trưởng Syri Faisal Mekdad tuyên bố chính quyền Damas chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ trong trường hợp Israel tấn công nước này. Theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Syri đã đưa ra lời tuyên bố trên tại cuộc họp báo chung ở trụ sở Bộ Ngoại giao nước này với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian đang thăm Damas. Đa ngoại trưởng Mekdad nhấn mạnh, Syri đã trải qua những cuộc chiến chống lại sự chiếm đóng của Israel và sẵn sàng cho các cuộc xung đột tiếp theo, nhưng Syri sẽ quyết định thời điểm mở màn và chiến đấu như thế nào. Nhà ngoại giao cho biết, một trong các ưu tiên hiện nay của chính quyền Syria là chấm dứt việc Israel kiểm soát cao nguyên Golan, vốn bắt đầu từ năm 1967 trong giai đoạn nổ ra chiến tranh 6 ngày giữa Israel và Liên minh các nước láng giềng Ả Rập. Hồi cuối tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để thảo luận về tình hình bất ổn và khủng hoảng nhân đạo tại Syria. Phát biểu tại cuộc họp, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, Gei Pedersen cho biết hệ lụy từ cuộc xung đột Trung Đông và bất ổn kéo dài ở Syria đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân nước này. Ông cho biết tình hình tại Syria đang ngày càng xấu đi trên hầu hết các lĩnh vực và có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát. Quan chức Liên Hợp Quốc cho biết thêm, giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy, trong khi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cũng gia tăng số vụ tấn công cả về quy mô và mức độ ảnh hưởng, nhất là tại các khu vực miền Trung và Đông Bắc Syria. Theo ông Peterson, Israel được cho là đã tiến hành nhiều cuộc không kích trong tháng này tại Syria, nhằm vào cả các mục tiêu dân cư ở Homs và Damas khiến nhiều dân thường thương vong. Mỹ cũng mở các cuộc không kích trả đũa nhằm vào hàng chục mục tiêu liên quan Iran ở Syria sau khi căn cứ quân sự Mỹ ở Jordani bị tấn công. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức trên toàn bộ khu vực Trung Đông nói chung, cũng như ở Syria nói riêng, hồi thúc các bên tham gia xung đột bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Pedersen cũng báo cáo cập nhật các nỗ lực triệu tập Ủy ban Hiến pháp Syria với sự tham dự của các đại diện từ Đa và phe đối lập. Cuộc gặp gần đây nhất của Ủy ban này diễn ra vào tháng 6 năm 2022. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp, điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Martin Griffith nhấn mạnh Syria đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhất là sau vụ động đất hồi năm ngoái tại quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quan chức này, khoảng 16,7 triệu người tại Syria, tức là gần 3 phần tư dân số nước này, đang cần cứu trợ nhân đạo. Đây là số liệu cao nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ tại quốc gia Trung Đông này 13 năm trước. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua đã phê duyệt kế hoạch tấn công thành phố Rafah, miền nam Gaza. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng kế hoạch này sẽ là một lần danh đỏ nếu được thực hiện mà không có đủ biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường. Rafah là nơi nương náu của hơn 1,4 triệu người Palestine, trong đó phần lớn là những người chạy trốn xung đột ở phía Bắc Gaza. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephanie Duzaric trước đó đã cảnh báo hậu quả của một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Rafah sẽ là thảm họa đối với người dân Gaza. Ông Stephanie Duzaric nhấn mạnh, tôi nghĩ hậu quả của một chiến dịch trên bộ ở Rafah trong hoàn cảnh hiện tại sẽ là thảm họa đối với người dân Gaza cũng như đối với người Palestine. Đây sẽ là một thảm họa về nhân đạo chúng tôi rất hy vọng rằng tất cả những điều này có thể tránh được các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và chúng tôi tiếp tục hy vọng rằng các bên sẽ tìm ra cách để ngừng bắn và đảm bảo khả năng tiếp cận nhân đạo lớn hơn đảm bảo giải phóng tất cả con tin và mở ra một con đường để tiến lên cho cả người israel và người palestine trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, Tổng thống Joe Biden đã nói rất rõ ràng rằng với số lượng lớn dân thường ở Rafa, khoảng 1,4 triệu người, trong đó nhiều người đã phải di rời khỏi các khu vực khác của Gaza, chúng ta phải thấy một kế hoạch rõ ràng và khả thi. Đó không chỉ là để đưa dân thường thoát khỏi nguy hiểm, mà còn đảm bảo rằng một khi thoát khỏi nguy hiểm, họ phải được chăm sóc thích hợp từ nơi ở, thức ăn, thuốc men đến quần áo, và chúng tôi chưa thấy một kế hoạch như vậy nhiều nhà quan sát cho rằng israel đang tìm cách gây áp lực đàm phán lên hamas trong bối cảnh các cuộc thảo luận tại qatar và ai cập đang lâm vào bế tắc văn phòng thủ tướng benjamin netanyahu đã mô tả đề xuất mới nhất của hamas là phi thực tế song cho biết một phái đoàn israel sẽ đến qatar để thảo luận về lập trường của israel đối với một thỏa thuận tiềm năng trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Khắc Kiện đã đến thăm Ramallah ở bờ Tây và gặp Bộ trưởng Ngoại giao Palestine, ông Riyad al-Maliki. Ông Vương nói với ông Maliki rằng Trung Quốc quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza và tình hình nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời cho biết Bắc Kinh đã nỗ lực tối đa để đạt được lệnh ngừng bắn và bảo vệ dân thường. Ông Vương khắc kiện nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt và nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước. Đáp lại, hãng thông tấn Wafa của Palestine dẫn lời ngoại trưởng Maliki nói rằng ông đánh giá cao nỗ lực không ngừng mà Trung Quốc đã thực hiện thông qua các diễn đàn quốc tế nhằm hỗ trợ thành lập nhà nước Palestine. Ngày 15 tháng 3, anh thông báo một tàu buôn của nước này đã bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi ở khu vực Biển Đỏ, ngoài khơi Yemen. Công ty an ninh hàng hải Ambrey Anh cho biết vụ tấn công đã gây ra một số thiệt hại, song rất may là không có thương vong được báo cáo và con tàu đã có thể tiếp tục cuộc hành trình. Hôm 14 tháng 3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng cáo buộc lực lượng Houthi đã phóng hai tên lửa đạn đạo chống hạm từ Yemen về phía Vịnh Aden và hai tên lửa về phía Biển Đỏ. Theo Reuters, Bộ này khẳng định cuộc tấn công này của Houthi xảy ra vào ngày 14 tháng 3, nhưng không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo đối với các tàu của Mỹ hoặc liên minh ở khu vực. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ còn tuyên bố đã phá hủy 9 tên lửa chống hạm và 2 máy bay không người lái ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Cũng trong ngày 14 tháng 3, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen, Hans Grunberg đã nêu bật sự cần thiết phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc ở Yemen cùng với đó là các giải pháp góp phần cải thiện đời sống của người dân tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Ông Grunberg trong phiên thảo luận mở về tình hình Yemen đã bày tỏ thất vọng trước tình trạng không thể đạt được những cột mốc then chốt mà người dân Yemen yêu cầu vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc nêu quan điểm, không gian cho trung gian hòa giải đã trở nên phức tạp hơn, dù chúng ta nỗ lực tách bạch tiến trình chính trị với các diễn biến khu vực kể từ sau khi nổ ra cuộc chiến ở Gaza, tôi vẫn phải nhắc lại một điều rằng những gì xảy ra trong phạm vi khu vực ảnh hưởng tới Yemen và diễn biến ở Yemen có thể tác động đến khu vực. Ông Grunberg nhấn mạnh các vụ tấn công gần đây của Houthi nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ và Vịnh Aden, cùng với đó là đòn đáp trả của liên quân Mỹ Anh đang làm leo thang căng thẳng, gây lo ngại về nguy cơ để Yemen trở lại vũng lầy xung đột lan rộng. Trong kịch bản tồi tệ nhất, các bên có thể quyết định can dự bằng chủ nghĩa phiêu lưu quân sự mạo hiểm, khiến Yemen rơi vào vòng xoáy chiến tranh mới. Cũng tại phiên thảo luận các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên tiếng về tình hình Yemen, nhất là diễn biến gần đây trên Biển Đỏ. Đại diện của Mỹ, Anh, Pháp lên án những cuộc tấn công gần đây của Houthi, coi lực lượng này là tác nhân duy nhất làm leo thang căng thẳng, đe dọa thương mại hàng hải quốc tế. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc phản đối hành động tấn công tàu thương mại ở Biển Đỏ, đề cập đến mối liên hệ giữa xung đột ở Gaza và hành động của Houthi, đồng thời chỉ trích Mỹ, Anh tấn công Yemen mà chưa được sự đồng ý, chấp thuận của Hội đồng Bảo an.